Anh nhìn nó cái bóng đấy sẽ chạy. Hả? Không chạy á? Em thì nhìn thấy nó cháy rồi đấy. Thế à? Nó có lá bóng đấy không sáng này sao? Cái dây to nó rụng hết rồi nhìn nào. Quả này tóm lại nói chung là xe của anh ấy phải lắp thêm củ nạp cho nó nữa, nó mới không cháy. Đằng này nó sáng khủng quá, anh thử cho nổ thử cho nó môi chưa? Không biết đâu, bên đẩy về đây không biết đâu. Đẩy mua vào đây rồi nhưng mà chả biết có đi mua hay là đi số. Lắp vào đây nhỉ? Đấy, sáng không? Wow. Rồi. Lắp đi. Ôi sao cái ốp nó còn vặn cho anh đi? Nó còn có chỗ vặn nữa đâu mà vặn. Nó dựa đi. Cái gáy hết các chốt của nó rồi, còn gì nữa. Tao bảo các xưởng xe nó khác biết chế mà. Chế kiểu gì? Cái này nó đi hết rồi. Không chế được. Cái này không bằng cái xưởng xe khác biết đâu. Họ có chế được mà. Cái này em chịu, không chế được đâu. Cái khác em chế được, cái yếu này em không chế được. Yếm thì không chế được, khác thì chế được. Có nhiều cái chế được và nhiều cái không chế được. Đó. Bọn mình biết cái đề này chứ, mình biết cái đề này. Nói cho anh bồn là như vậy. Mới đi kiểm tra, tôi biết rằng đúng không ạ? Chứ mình vắng ạ. Ok, thắng. Ok. Anh tắt đi, tắt đi. Tôi không có phải đang đồ lạc nặng không chứ. Đúng rồi. Yêu cầu cơ, bởi giờ luôn. Đúng rồi. Nó chỉ cần... Lúc anh em mình nó nói nhau, nó cũng hiểu anh hiểu nó. Tóm này chỉ cần... Chỉ cần nó đi được thôi. Cần sức khỏe nó thôi phải không? Ok. Thì muốn là nó không dùng thì lại buộc vào, nhưng mà không thì chạy thôi. Xem đề đóm cho anh bình biết này nọ các kiểu. Nói chung là lắm bệnh lắm. Ok, giờ em đang kiểm tra cái bình của nó đây. Đang kiểm tra cái bình của nó, bình ắc quy của nó, xem còn điện không. Trước là đây được phải không? Hả? Trước là đây được phải không? Ừ. Ok anh. Sao chui? Sao chui? Không có khó quá. Nó cũng bây giờ chỉ có mặt. Alo, không? Chỉ còn bảo hành luôn. Sao chú? Mở giá bộ miếng. Bốn miếng nữa. Ừ. Ok.
Hay không? Hả? Chưa. Cái này chắc bị dây điện dây đóm rồi. Có là nó không lên điện. Không lên điện gì nữa. Quả sợi quả này. Quả này là nó bị hỏng cụ đề rồi anh ơi. Chả thì lên cái nào rồi. Chập đề nó không vào rồi. Quả này thôi anh ạ. Tóm lại nói chung là nếu mà muốn làm cho nó đề được thì bây giờ phải thay đề với lại xem cái dây điện tới đóm nữa. Công tác đề này này với lại dây điện đi vào ổ khóa ổ khít nữa. Nó lắm kiểu lắm anh ạ. Ôi xì, tịt hết luôn. Đúng rồi. Biết rồi. Úi dồi, dây điện cắt. Dây điện cắt lung tung phèo rồi. Chà rồi. Quả này căng anh em ạ, căng đét. Nói chung là nó dây điện nó rồi. Rồi, cho phát em thử cái này đã. Nhưng mà ok là nó ok ngay kìa. Rồi ok. Chờ em phát. Nói chung là đúng rồi. Rồi ok anh ok. Chỉ cần đèn nó sáng thôi, con này máy nó nổ là ok rồi. Rồi. Cái này chắc là dây điện nó không được rồi. Úi giời, tịt luôn rồi. Còn này lắp vào thôi. Nói chung là nó lằng nhằng nhiều lắm rồi mọi người. Nó không như ý muốn rồi. Các dây điện, dây đóm nó. Nói chung là nó đi to nhỉ. Đúng rồi, bộ dây điện này nếu mà ngon, muốn ngon thì thay bộ dây điện này. Thay các công tác nó này. Nó mới ngon được, mới đề được. Còn đằng này thì củ đề cũng đi rồi. Bên này kiểm tra thì tóm lại nói chung là nó. Kiểm tra thì tóm lại nói chung là điện nó cũng không có máy vuông thôi. Đúng rồi. Cái này nói chung là chỉ cần nó sáng thôi là ok. Không sao đâu. Không sao đâu. Tâm đi, nó không sao đâu. Không phải, nói chung là nó vẫn ok rồi. Đó. Thế là xong rồi ạ. Xong con xe này. Thấy mấy bóng đèn. Bóng đèn không sáng nữa, bóng đèn cháy luôn. Tôi chào mọi người.
mình tạm dừng đây. Xin chào. Ngày trời rất nóng kìa. Trời nóng óp rộp ra. Nó đây. Cho anh lên hình. Cho anh lên hình chơi. Anh sửa xe nhưng mà chú không biết sửa. Xe của anh em không biết sửa. Xe của anh em chịu sửa thôi. Vì là chú chịu đồ nhưng mà chú không biết sửa. Đúng rồi, không biết sửa xe của anh đâu. Nó gọi là ôi dồi ôi quá rồi. Nó gọi là hỏng hết đây. Hỏng đâu, xe còn đi được mà. Nó hỏng quá thì anh nói chung bây giờ anh muốn sửa thì tóm lại nói chung là anh phải sửa. Chẳng hạn như là dây điện dây đóm nó. Anh phải mua cái dây điện này. Bộ dây điện nó này, các công tắc của nó này. Xong là ôi xin, nói chung là nó nhiều vấn đề lắm. Công tắc này nó là cụ đề nó này. Cụ đề các kiểu này. Nói chung là con này thì anh gọi là đi cái gì nhỉ? Đi ấy thôi. Vậy đi chợ cỏ, chợ cách nào là chợ phân thôi. Anh có xe khác này đi làm là đi chơi chứ. Ai chẳng biết. Đâu? 30.000. 30.000 thôi. Cho tiền à? 30.000 cũng không có. Được không? Anh đổ em. Được không? Được mà, có gì đâu. Đâu anh nhăn đấy, em có nhăn đâu. Anh quay đi đâu đi. Rồi chào mọi người đây. Tạm dừng. Anh biết đổ phết đấy. Sao nào? Nó như thế nào nào? Dây ga nó hỏng à? Hỏng dây ga rồi. Đang hết bia. Đúng rồi, đang hết sạch. Mai kia một lại làm con này mọi người ạ. Treo ga nha mọi người ạ. Có nghĩa là phải thay dây ga nó lâu quá nó hỏng mọi người ạ. Trời ơi, đi đâu rồi? Treo xuống ga đấy. Hỏng nhiều phết rồi con này. Gì? Còn phải ăn tờ hơi tròn 20.000. Mà bác. Đấy đi. Đấy đi. Cái chú lên này chú. Ok, được. Chú tổ mỡ chứ hả? Chị làm cái này chứ mẹ. Có nghĩa là bị dây ga nó lâu quá là nó treo ngay mà nhà nó hơi ga nó không nhả luôn đấy mọi người. Ga luôn xong là không biết nhả luôn. Đây mọi người theo dõi mình làm đi. Cho người nhà kìa.
luôn nhá, không phải nữa nhá. Ờ, ok ok chú. Ok chú. Có rồi thì mai sau bảo là chú. Vậy thì nhà có. Lầu dân lên. Tháo nhiều phết nhà mùi nhờ. Mà không ai kéo xe chú lên. Ok. Ok ok. Mai cháu đi xem sửa. Nhá. Nếu mà sửa. Cái đời SAM này nó lắm ốc quá. Nó nhiều ốc hơn ạ. Không như đời cũ. Ôi giời, lắm ốc thật đấy, vãi chưa. Lắm ốc, lắm ốc. Bấu đâu? Bấu à? Em làm gì xong rồi à? Tí cháu đi xem cho. Nhá. Hả? Tí cháu đi xem. Rồi rồi rồi, tí cháu đi xem cho. Ok luôn. Chờ cháu đi làm cái này đã. Cho tí đi xem. Ôi dồi ôi, dày ga hỏng hết luôn. Lâu ngày nó dỉ hết rồi. Sao nó không ga được nữa.
rồi. Nó có thế thôi, nó xong là nó cứng nhất là nó không ra được nữa. Nói chung là dây ga thì mọi người thấy nặng ga là mọi người thay đi nhá mọi người nha. Không mà đến lúc nó kẹt ga thì khỏi đi luôn đấy mọi người. Cứ thấy nặng tay ga là nên thay không? Không nên để lâu mọi người ạ. Một là nó sắp đứt, nó nặng tay ấy. Xong là hai thì tóm lại nó xong là nó sắp bị kẹt. Chúng này dây ga nó có mấy chục nghìn thôi mọi người, cứ thay cho nó tốt. Chưa, còn. Mày đã đi ngã đâu? Ôi trời trời. Ôi giời gì? Thank you.
Rồi, thôi. Cho nó làm đi. Đấy, đang... Đây, cố đi. Rồi bây giờ mới bắt đầu lắp vào là mới ok. Ok rồi. Rồi. Con lấy bia đi. Cho lốc bia với. Đang hết bia rồi em ơi. Hả? Đang hết bia rồi, mày kia mới có rồi. Đây anh em. Còn ở đâu? Được rồi. Đang hết sạch bia nhá. Mấy đứa mới có mấy một hai hôm có rồi. Mai kia có em ơi. Đợt này hết bê nhanh quá anh em ạ. Ai cũng dùng nhiều đâm ra là hết nhanh thật. Rồi.